căn phòng này là cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Và trong đây có cái gì là tặng hết cho gia đình mình luôn. Đây có sẵn nội thất trong nhà luôn nè. Ở đây mình thiết kế một cái giường này nha. Tường thì là PVC đầy đủ hết trơn luôn nè. Có tủ quần áo nè, kệ tivi nè, tủ trang điểm nè, thêm một cái ban công ngoài sau nữa. Và đặc biệt là mình có một cái nhà vệ sinh riêng tư cho. Dạ em Thành Trung xin mến chào anh chị, rất vui được gặp lại cả nhà mình trên kênh Nhà Đất Bình Chánh Thành Trung. Và hôm nay á, như anh chị thấy nè, em đang đứng giữa một cái khu dân cư luôn, bà con ở đây là rất là đông vui nha anh chị. Hôm nay là một ngày buổi sáng thứ bảy, bạn chị thấy không, rất là bình bình yên luôn nha. Thì đây là con đường để vào căn nhà của em nè, đây nhìn chị thấy đường bê tông cán rất là to luôn nha, và đường này á, là em Trung đảm bảo luôn là xe ô tô tới nhà luôn. Thì hôm nay á, em Trung sẽ giới thiệu cho cả gia đình mình một cái căn nhà sổ hồng riêng nha anh chị. Nó có vị diện tích là ngang cho 4 mét nè, dài cho 27 mét, xây một lầu gồm có 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh luôn, có sân trước đậu ô tô và sân sau mình có một khoảng giếng trời rất là thoáng mát luôn nha anh chị. Đó, và rất là đặc biệt thêm một điều nữa là căn nhà này giá hiện tại đang là rất là rẻ so với thị trường luôn. Đây, và đây là căn nhà em Trung muốn giới thiệu cho cả nhà mình. Đó, một lầu 4 phòng ngủ, sân trước đậu ô tô rất là ok luôn. Thì dạ, và nhà mình đó là có pháp lý là sổ hồng riêng nha anh chị, và có hướng đông bắc luôn. Đó, rất là tuyệt vời. Thì căn nhà này hiện tại chủ nhà đang bán với giá là 2 tỷ 470 triệu nha anh chị, và còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà luôn. Thêm một điều đặc biệt nữa là nhà mình sổ hồng riêng nên sẽ có hỗ trợ vay. Anh chị mình chỉ cần đưa trước cho em tầm khoảng là 1 tỷ 2, 1 tỷ 3 thôi là mình có thể dọn vào ở luôn. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ mình vay từ 5 năm tới 35 năm. Rất là tuyệt vời. Và sau đây em Trung mời anh chị cùng em ha vào tham quan review chi tiết căn nhà. Và đây em mời anh chị xem lại mặt dựng một lần nữa nha. Đây mặt dựng của nhà mình, một cái kiểu rất là mới, rất là đẹp luôn nha. Rồi thì nhà mình á được bảo vệ bằng hai lớp cửa. Lớp cửa đầu tiên á sẽ là một cái lớp cửa sắt 4 cánh được cắt CNC nè, nhìn chị thấy nè, được cắt CNC rất là đẹp luôn, và cửa sắt cực kỳ cao nha anh chị, nó bảo vệ cho nhà mình cực kỳ kiên cố luôn. Hai cái cột trụ ngoài trước nó cũng rất là đẹp luôn, lót gạch sạch sẽ luôn. Rồi tiến vào lớp sân của mình á, nhìn chị thấy nè, cái cốt nền của sân á là cao hơn mặt đường mình á là khoảng 6 tấc rồi, cốt nền sân nha cao hơn mặt đường khoảng 6 tấc rồi, và ngoài trước á mình lót gạch nè, rất là sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Ở trên đây á thì em Trung hiện tại đang để trống, thì nếu mà anh chị mình về mà mình sợ nắng này kia đó, nắng mưa đó, thì mình có thể là làm thêm một cái lớp cái máy hiên sắt ra ngoài nữa thì rất là tuyệt vời rồi. Còn hiện tại thì bây giờ mình đang để dày để cho thấy cái mặt diện nhà nó đẹp luôn. Hai bên tường này anh chị thấy nè, lót gạch nè, sơn rồi kia rất là sạch sẽ luôn. Rồi bên đây á là bên tụi em có làm một cái ống chờ, một cái vòi nước ra nè, cho anh chị mình về á, có thể là rửa sân nè, rửa xe nè, hoặc là trồng cây cảnh có nước tưới nữa thì rất là tuyệt vời luôn. Rồi tiếp theo á, như chị thấy nè, bên tường bên đây nè, em có làm hai cái cắt hai cái tường để làm tiểu cảnh cho nhà mình. Ví dụ mà anh chị mình muốn trang trí treo tranh ảnh ở đây á, thì rất là tuyệt vời rồi. Rồi và cái lớp cửa thứ hai á để bảo vệ nhà mình á là một cái lớp cửa sắt 4 cánh kính cường lực. Này rất là chắc chắn nha, cửa sắt 4 cánh. Đây cái tay của mình inox nè, rất là chắc chắn luôn. Và đây á là cái không gian của cái tầng trệt mình. Đây nhìn chị thấy nè, rất là rộng rãi luôn. Ở dưới á là mình lót gạch 80, gạch này là gạch vân đá luôn nha. Anh chị nhìn nè, cái màu rất là sang trọng luôn. Rồi thêm một điều nữa là anh chị thấy xung quanh nhà nè, xung quanh tường luôn, ốp PVC giả gỗ toàn bộ tường luôn, anh chị thấy không? Rất là đẹp luôn. Vừa PVC gỗ nè, vừa PVC vân đá nữa, và nó tiết tấu nó cũng rất là hài hòa ha, phối màu cũng rất là đẹp luôn, nhìn rất là lạ. Trên trần á, thì toàn bộ hệ thống của mình đó là điện đèn led hết, và có một cái đèn chùm anh chị thấy rất là đẹp luôn. Trần nhà thì cực kỳ cao, anh chị mình ở đây á, là cực kỳ thoáng luôn, rộng rãi luôn. Rồi còn phía dưới cầu thang nên chị thấy nè, mình có một cái khoảng, mình xây cầu thang kiểu này nè, mình sẽ có một cái khoảng tiết kiệm không gian ở đây. Anh chị mình có thể sử dụng làm nhà kho cũng được, hoặc là anh chị có thể là làm một cái tiểu cảnh ở đây, hoặc là một cái kệ sách nữa thì rất là tuyệt vời rồi. Và sau đây em Trung xin mời cả nhà mình cùng di chuyển về phía sau để mình xem đằng sau nhà mình có gì nữa. Thì vừa mới qua khỏi phòng khách nha, là anh chị mình sẽ có một cái phòng ngủ dưới đất. Đây em mời anh chị vào tham quan cái phòng ngủ dưới đất nè, cực kỳ rộng rãi luôn. Nói chung là nhà mình mà có người lớn tuổi nè, đông thành viên nè, có nhà phòng ngủ dưới đất để cho mình sinh hoạt thì rất ok rồi. Gặp á anh chị thấy không, lót sẵn hết trơn luôn, cao lên 1m6 luôn, nó xuyên suốt nhà luôn, rất là ok. Cửa phòng của mình là cửa nhôm kính mờ nha anh chị, và cái lối đi hành lang nè anh chị thấy không, gạch lót cũng rất là cao nè, lối đi thì rộng rãi thông thoáng nè. Trên trần thì nguyên cái hệ thống đèn cũng rất là nhiều luôn đó, cực kỳ đẹp nha anh chị. Rồi mình di chuyển thêm một tí nữa thì mình sẽ tới một cái không gian bếp.
Đây mời anh chị cùng coi nè, không gian bếp, bếp rất là đẹp luôn. Tủ bếp này tụi em làm bằng gỗ nha anh chị, và sơn 4D rất là đẹp, rất là chắc chắn luôn, sáng bóng luôn. Và tủ bếp này là tụi em có xử lý mối mọt, xử lý đồ này kia hết trơn rồi. Anh chị mình về đây mình sẽ không sợ mối mọt nữa, và nó chống ẩm cũng rất là tốt luôn. Cái mặt bếp của mình á, đây anh chị vào xem ha. Mặt bếp của mình á là sử dụng đá hoa cương nguyên một tấm nè, rất là chắc chắn luôn, dày chắc chắn nè. Rồi tường bếp ở trên á thì là sử dụng kính cường lực nè. Ở đây tụi em có chạy đèn chỉ led nữa nè. Đó, rất là sáng luôn. À, các chị về đây ha, mình làm bếp nè, mình rất yên tâm nè, với lại là cái bếp nó đẹp nữa, nói chung là nấu ăn cũng rất là ngon luôn. Rồi, ở đây thì em sử dụng một cái bồn, anh chị thấy không, cái bồn là 1m2 nha, cái này là bằng đá nha anh chị. Đó, một cái bồn đá 1m2 luôn. Thì cái bồn này của mình là nước, sử dụng nước nè, đó anh chị thấy không, rất là mạnh luôn nha. Cái nước này ở đây của mình đó là nước thủy cục 100% luôn, điện cũng là điện nhà nước 100% luôn. Anh chị mình về đây ở thì không có lo cái vấn đề mà sử dụng nước giếng hay gì hết. Nước là nước thủy cục, điện là điện nhà nước, và toàn bộ riêng lẻ hết cho gia đình dễ dàng sử dụng luôn. Rồi, ở trên trần em mời anh chị coi ha. Ở đây nè, mình có một cái đèn kiểu rất là đẹp luôn. Nói chung là ở nhà là mình giật hợp la phòng xuống chỉ đủ đổi hết trơn, rất là đẹp luôn. Rồi bên tường lên đây á, thì tụi em là có dán tranh nè, đó, tranh lụa Hàn Quốc nè, cho nó bảo vệ tường cho đẹp. Rồi di chuyển tí xíu nữa anh chị sẽ gặp một cái nhà vệ sinh. Đây, nhà vệ sinh thì cực kỳ rộng luôn anh chị thấy, rất là to luôn nha. Các thiết bị vệ sinh đầy đủ nè, lọt gạch lót cũng rất là cao nè, dưới nền mình cũng lót gạch chống trơn trần cho gia đình mình dễ dàng sử dụng nữa, người lớn đi cũng không sợ trơn trần. Cửa thì là cửa nhôm kính mờ nè, nó vừa chắc chắn vừa an toàn vừa cách âm cách nhiệt. Rồi thêm một cái nữa là mình sẽ không sợ bị rỉ sét nữa, rất là dễ sử dụng luôn. Rồi tiếp theo là đây, giống như em Trung đã nói đầu video, nhà mình có một cái khoảng sân sau giếng trời rất là rộng rãi thông thoáng luôn. Ở trên là em làm sẵn lồng cu hết trơn rồi đó. Dạ, và khu vực này á là mình có để sẵn ống cấp nước nè, ống xả nước nè, rồi có sẵn ổ điện chờ nè, cho gia đình mình để máy giặt ở đây ha, thì rất là tuyệt vời rồi. Ở đây là gạch lót cũng đầy đủ trơn, có vòi nước cho mình sử dụng luôn nè, để có thể là làm nước lau nhà rồi đi kia luôn. Ở trên đây anh chị mình chỉ cần che một tí nữa thôi là để đây các thiết bị điện là ok rồi. Và sau đây á, em Trung xin mời anh chị cùng em lên tham quan tầng 1 xem tầng 1 nhà mình có gì nha. Thì trước khi lên á, em Trung xin nhắc lại một tí thông tin của nhà mình. Thì căn nhà mình á được xây một lầu nè, gồm có 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh luôn, diện tích là 4m, dài cho 27m, sổ hồng riêng hoàn toàn nha anh chị. Và được bán với giá là 2 tỷ 470 triệu, không phát sinh bất cứ chi phí nào hết. Và thêm một điều đặc biệt từ chủ nhà nữa đó là hỗ trợ vay cho mình nè. Và cái vị trí nhà của mình á là thuộc ấp Phú Thành nè, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An luôn, sát bên ranh với Bình Chánh luôn. Từ nhà mình ra chợ Bình Chánh á đâu đó tầm khoảng 4 km thôi. Và cái chợ gần nhà nhất của mình á là chợ Gò Đen nha anh chị, thì đường là đường ô tô thông thoáng hết luôn, nên anh chị mình cứ yên tâm. Và sau đây em Trung mời anh chị cùng em lên tham quan tầng 1. Thì trước khi lên cầu thang á, trước khi lên tầng chứ mình phải lên cầu thang, nhìn chị thấy nè, trụ cầu thang nè, đó, bằng gỗ rất là chắc chắn luôn, tay cầm của bằng gỗ là rất là đẹp luôn. Thành cầu thang á là được làm bằng kính cường lực 8 ly nè. Rồi mặt cầu thang của mình đó là ốp đá hoa cương toàn bộ luôn. À, nhìn chị thấy nè, đá hoa cương rất là đẹp luôn. Thì hiện tại là căn nhà này của em á vừa mới hoàn thiện xong. Nói chung là bên vệ sinh mình cũng chưa có vệ sinh sạch sẽ lắm, nhưng mà khi anh chị vào á là chắc chắn em sẽ kêu người vào vệ sinh đồ kia sạch sẽ cho anh chị mình đi tham quan nhà nó sẽ đẹp hơn. Và một điều nữa là trước khi em giao nhà cho cả nhà mình á thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ nhà cửa luôn, để giao cho anh chị mình một căn nhà cực kỳ đẹp, cực kỳ tuyệt vời nhất luôn nha. Rồi, và đây là cái không gian tầng 1 của mình. Thì trên tầng 1 của mình đó gồm có 3 phòng, và anh nhìn chị thấy nè, vừa mới lên nè, đó, ốp PVC đẹp ghê không? Đó, nói chung là nhà này chơi rất là ok luôn, ốp PVC đèn đầy đủ luôn. Rồi, mình lên tầng 1 thì đây là cái phòng ngủ đầu tiên trên tầng 1, thì anh chị thấy nè, cũng một căn phòng rất là rộng rãi luôn, ở trên thiết kế rất là đẹp nha anh chị, có đèn kiểu trong phòng luôn. Nói chung là cái mẫu này rất là lạ so với những nhà trước, thường những cái nhà trước trong phòng mình sẽ không làm đèn kiểu đâu, còn cái nhà này thì có đèn kiểu cho mình luôn. Và đây là căn phòng thứ hai, căn phòng này lại cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Và trong đây có cái gì là tặng hết cho gia đình mình luôn. Đây, có sẵn nội thất trong nhà luôn nè. Ở đây mình thiết kế một cái giường này nha, tường thì là PVC đầy đủ hết trơn luôn nè, có tủ quần áo nè, kệ tivi nè, tủ trang điểm nè, thêm một cái ban công ngoài sau nữa. Và đặc biệt là mình có một cái nhà vệ sinh riêng tư cho mình sử dụng riêng tư trong phòng luôn đó. Hai vợ chồng ở căn phòng này rất là riêng tư rồi, tuyệt vời luôn nha anh chị. Đó, đây phía này mình có một cái tủ nè, cực kỳ to luôn. Rồi thêm một cái nữa, đây mình có ban công. Sáng sáng là mình mở ra đây nè ha, mình tập thể dục nè, đón nắng đón gió rất ok luôn. Sau lưng nhà mình cũng không đau lưng với ai, và nằm giữa một khu dân cư luôn, nên anh chị ở đây mình cứ yên tâm, mình sẽ không bị quy hoạch, không tranh chấp gì hết luôn. Mình ở là vĩnh viễn lâu dài nha anh chị, sổ hồng riêng mà.
Rồi, ở đây có PVD quá trời đẹp luôn. Ơi, ở trên trần cũng vậy đó nè. Mình có một cái đèn kiểu nè, rồi giật hợp la phong xuống, nói chung là rất ok luôn. Anh chị về ở căn nhà này là với tầm giá 2 tỷ mấy là rất là xứng đáng luôn. Cái lối hành đi đi hành lang nè, anh chị thấy không? Rất là rộng rãi luôn, dễ dàng đi luôn. Rồi, và bây giờ em mời anh chị cùng em di chuyển lên đây. Thì ở ngoài đây mình sẽ có một cái nhà vệ sinh nữa. Đây, để cho mình sử dụng hai căn phòng ngoài trước. Đây, anh chị thấy không? Nhà vệ sinh này cũng vậy luôn. Lót gạch sạch sẽ, các thiết bị vệ sinh cao cấp hết trơn luôn nha. Rồi cửa của mình cũng là cửa nhôm nữa nè. Đó, nói chung là xài cửa nhôm là rất là an toàn luôn. Rồi, đây, căn phòng này là căn phòng ngoài trước. Nếu mà gia đình mình ít người á, thì mình có thể sử dụng căn phòng này làm căn phòng thờ rất là tuyệt vời nha anh chị. Không gian thì rộng rãi nè. Ở đây mình có thể để phòng thờ ông bà tổ tiên của mình. Rồi hoặc là tín ngưỡng của mình. Ở trên cũng có đèn chùm rất là đẹp luôn. Còn nếu mà gia đình mình đông người á, thì phòng ngoài đây mình có là một cái phòng ngủ master là tuyệt vời luôn. Còn nếu mà nhà mình có kinh doanh á, ở đây mình làm phòng làm việc cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Thì tất cả các phòng của em á, đều có là trang bị sẵn rèm cho mình ở trên. Anh chị mình về đây không phải phát sinh em mua rèm nữa. Rồi em mời anh chị cùng em ra ngoài tham quan cái ban công của mình. À, anh chị thấy không? Ban công ngoài đây cũng rất là rộng rãi nha. Ở dưới là lót gạch sạch sẽ nè. Rồi cái thành ban công nè anh chị thấy không? Sắt thì cắt CNC nè. Rồi ở đây là cái lan can của mình là lan can sắt nè. Và sắt hộp rất là to luôn. Rất là an toàn luôn. Bà con xung quanh ở đây đi thì ở rất là lâu đời rồi. Anh chị mình về đây ở cũng không sợ buồn nữa. Một căn nhà thật đẹp đúng không chị? Vừa có sân sau giếng trời nè. Một không gian bếp rất là đẹp nè. Thêm á, là mình có một cái phòng ngủ dưới đất nữa dành cho người lớn tuổi nè. Rồi sân trước độ ô tô nè. Thì nói chung là quá tuyệt vời rồi. Quá phù hợp với những gia đình mình á. Nhu đầu cư cầu của gia đình mình có từ 8 tới 10 thành viên. Ở thì rất ok luôn. Và em Trung xin nhắc lại một số thông tin chính về căn nhà này nha. Thì nhà mình có pháp lý là sổ hồng riêng nè. Được ngân hàng hỗ trợ vay nè. Chỉ cần đưa trước cho em tầm khoảng 1 tỷ 2 tới 1 tỷ rưỡi thôi là mình có thể vào để ở sở hữu nhà rồi. Và phần còn lại á, ngân hàng sẽ hỗ trợ mình vay trong vòng 5 tới 35 năm nha anh chị. Diện tích là ngang 4 mét, dài cho 27 mét, xây một lầu, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. À, rất là tuyệt vời luôn. Vị trí á, là ở ấp Phú Thành, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. À, cách chợ Bình Chánh mình đâu đó tầm khoảng 4 km thôi. Đường ô tô thông thoáng tới nhà luôn. Cái chợ gần nhất của mình á, là chợ Gò Đen. Đó, anh chị mình có thể là ra chợ Gò Đen. Từ đây mình ra quốc lộ 1 á, đâu đó nó tầm khoảng 500 mét thôi. Cực kỳ gần luôn nha anh chị. Và giá hiện tại của căn nhà mình á, là 2 tỷ 470 triệu. À, không phát sinh bất cứ chi phí nào hết. Và còn thương lượng mạnh trực tiếp với chủ nhà luôn nha. Đó, nếu mà anh chị cảm thấy căn nhà này phù hợp nè, thì hãy liên hệ với em Trung để mình có thể là xuống đi tham quan nhà trực tiếp luôn. À, đó, rồi. Và còn nếu anh chị cảm thấy căn nhà này chưa phù hợp á, thì hãy theo dõi kênh Nhà Đất Bình Chánh Thành Trung của em để có thể là tìm những căn nhà mới nhất nè, nhà đẹp nhất nè, và giá rẻ nhất luôn, nhà gần chợ Bình Chánh nhất luôn, để có thể là lựa chọn cho gia đình mình một căn nhà phù hợp ưng ý với tất cả mọi thành viên của gia đình luôn nha. Dạ, và rồi, em Trung xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo ạ.